Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giê-xu đáp lại rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu sách thánh là sách kể về, giới thiệu về Thiên Chúa và những lời dạy của Thiên Chúa để con người được nên thánh, thì mỗi khi chúng ta nghe công bố lời của Chúa, nghe đọc lại một trích đoạn trong lịch sử dân của Chúa, chúng ta không chỉ thấy mỗi một Thiên Chúa ở trong những trang sách thánh, mà còn thấy chúng ta hiện diện trong suốt hành trình, trong suốt sự sống lịch sử của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, khi chúng ta nghiền ngẫm bản văn bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah chương 58 phần 2 của câu 9 cho đến hết câu 14, chúng ta thấy Thiên Chúa xuất hiện như một người cha nhân lành, một người thầy dạy, chỉ cho con người biết cách ăn nết ở, biết giữ mồm giữ miệng, biết sống với tương quan người khác, chứ không chỉ sống ích kỷ cho bản thân và với chính bản thân mình. Bài tin mừng trích từ sách tin thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là một thầy thuốc đến để chữa lành cho con người, không đến để lên án, không đến để trừng phạt, nhưng đến kêu gọi và ban tặng cho con người một cơ hội để sống và ăn năn. Nhìn tổng quan từ trong hai bài đọc này, chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta rút ra được kinh nghiệm để gìn giữ cái miệng của chúng ta trong cuộc sống. Miệng biết nhịn ăn để giúp cho người khác. Sách Ngôn Sứ Isaiah chính miệng Đức Chúa phán như vậy. Biết quan tâm đến người khác chứ đừng sống thỏa mãn cho bản thân mình, mà giúp đỡ sẻ chia cũng là một trong ba nguyên tắc sống của hành trình mùa chay. Không giữ lại cho bản thân, không xây đắp hình ảnh bản thân, để rồi khi chúng ta đang miệt mài xây đắp hình ảnh bản thân mình, chúng ta lại đi xúc phạm đến người khác, làm tổn thương thiệt hại người khác. Dĩ nhiên trong cuộc sống có đôi khi người ta vu cáo cho chúng ta làm tổn thương cho họ, nhưng cũng có rất nhiều khi bản thân chúng ta vì xây dựng hình ảnh đẹp của mình mà không biết gìn giữ, lại đi nói xấu người khác, làm chứng gian cho người khác, vu vang cáo vạ cho người khác. Chính vì cái miệng mà chúng ta hại cái thân. Rồi chính vì chúng ta xây dựng hình ảnh mình mà chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa. Phần 2 của bài đọc thứ nhất nhắc cho chúng ta Thiên Chúa dạy là phải biết giữ ngày Sa-bát. Giữ ngày Sa-bát không phải chỉ là giữ luật,
giữ ngày Sa-bát là chúng ta biết gìn giữ tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong ngày Sa-bát theo truyền thống Do Thái, sáng thứ bảy. Ngày Sa-bát bắt đầu từ khi mặt trời lặn chiều thứ sáu cho đến khi mặt trời lặn chiều thứ bảy. Vì vậy ngày Chúa Nhật được gọi là ngày thứ nhất trong tuần, chứ không phải ngày thứ hai đi làm mới là ngày đầu tuần. Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần, vì Chúa Nhật chúng ta được nghỉ ngơi và chúng ta đến cùng với cộng đoàn đức tin, cùng với dân của Chúa ca tụng Chúa. Xin Chúa ban ơn chúc phúc cho chúng ta trong những ngày sắp tới, ngày thứ nhất trong tuần. Nên luật giữ ngày Sa-bát là luật để giúp cho người ta nhận ra Thiên Chúa và tương quan của mình với Thiên Chúa. Chứ luật Sa-bát không phải là một bộ luật giam cầm người khác, triệt hạ người khác, bắt bẻ người khác, tru diệt người khác, nhưng xây dựng cho người ta. Bao lâu người ta nhận ra Thiên Chúa ở trong cuộc đời, bao lâu người ta còn biết đến tương quan với Thiên Chúa, thì bấy lâu người ta đang sống lành mạnh. Sống lành mạnh như lời Chúa hứa với dân Chúa qua ngôn sứ Isaiah: những điều các ngươi sẽ được lợi lộc, những điều các ngươi sẽ được phúc lành, nếu chúng ta biết sống gìn giữ bản thân mình trong tương quan với anh chị em, gìn giữ bản thân mình trong tương quan với Chúa. Và Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ điều đó. Chúa Giêsu xuất hiện ngày hôm nay trong Tin Mừng Thánh Luca chương 5 câu 27 đến câu 32 như một thầy thuốc đi tìm bệnh nhân để chữa lành. Hình ảnh kêu gọi người thu thuế trong Luca khác với hình ảnh kêu gọi người thu thuế trong Tin Mừng Nhất Lãm, vì Chúa Giêsu đến đích danh một con người, đến chỗ người ta đang ở. Chúng ta hình dung ai có kinh nghiệm đã từng được chữa trị trong bệnh viện, đến giờ đi thăm khám điều dưỡng và bác sĩ đến từng giường bệnh nhân, đọc hồ sơ bệnh án cuối giường, gọi tên người đó, xem người đó như thế nào và ra y lệnh cho người đó thực hiện trong ngày hôm đó. Chúa Giêsu đến gọi tên Lê-vi khi ông đang sống đàng tội lỗi. Người Do Thái họ khinh chê những người thu thuế vì làm việc cho dân ngoại, vì ăn trên ngồi trước thiên hạ, vì lấy từng lời từng thuế của dân mà chia nhau rồi cống nạp cho dân ngoại, không giúp ích gì được cho dân, những kẻ ăn hại dân nên người ta ghét. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng thấy ai đó làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta bị thiệt thòi, chúng ta ghét. Tiếng Việt còn có từ ghét là ghét bỏ. Ghét là chúng ta bỏ, không quan tâm đến, mặc kệ. Còn Chúa Giêsu đến gặp những người bị ghét bỏ, cho họ cơ hội, giúp họ được chữa lành, với điều kiện họ phải biết ăn năn. Những người Pha-ri-sêu dòm Chúa Giêsu và các môn đệ ngồi ăn với những kẻ thu thuế ấy, họ ganh tức, họ lên án, họ gièm pha, họ nghĩ họ là người công chính. Ở đây có một chi tiết rất đặc biệt Thánh Luca muốn nhấn mạnh: họ chưa dám tấn công Chúa Giêsu. Trong những hành trình đầu của Tin Mừng Thánh Luca, họ chưa dám tấn công Chúa, họ trách cứ các môn đệ. Và vì vậy Thánh Luca làm sáng lên hình ảnh này: Lê-vi trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu khi đáp lại tiếng gọi của Chúa. Một môn đệ được cùng bàn với thầy mình để trao đổi trong bữa ăn, để lắng nghe trong bữa ăn, để chia sẻ trong bữa ăn. Và người ta ganh ghét, người ta nghĩ người ta là người công chính, người ta giữ luật, người ta tránh những điều kiêng kỵ. Chúa Giêsu nói: nếu mà các ngươi công chính rồi thì không cần Chúa nữa. Có khi nào chúng ta tự hào, chúng ta giữ bổn phận lễ, chúng ta đọc kinh đều đặn, chúng ta là người công chính, chúng ta hất hủi những người khác không có điều kiện đến hiệp thông với hội thánh. Chúa đang nhắc chúng ta đừng như thế nữa.
hãy biết ăn năn, vì không ai trong chúng ta là đấng thánh cả. Bao lâu còn sống, chúng ta được mời gọi nên thánh, chúng ta được sắc thánh hướng dẫn, răng dạy chúng ta, nhưng chúng ta không phải là thánh nhân. Chúng ta có lỗi tội, có lỗi phạm, chúng ta được Chúa yêu thương để mời gọi chúng ta nên thánh. Nên ngày hôm nay, khi chúng ta nghiền ngẫm trong sắc thánh, chúng ta thấy trước mặt sắc thánh là ngày sống mới của chúng ta. Hãy mang những gì chúng ta nghe trong sách thánh, nghiền ngẫm trong sách thánh để đi vào cuộc sống trong thời khắc đầu ngày này. Xin Chúa giúp cho chúng con biết gìn giữ môi miệng chúng con để ca tụng Chúa và để rao truyền điều lành, điều tốt. Xin giúp chúng con giữ tương quan với anh chị em để đừng bao giờ chúng con nhìn họ như những kẻ ghét bỏ, bị loại trừ. Trái lại, chúng con biết cũng là môn đệ của Chúa, chúng con cần phải yêu thương nhau. Và xin cho chúng con trong cách sống với nhau, chúng con gìn giữ được tương quan với Chúa, để mỗi giây phút trong cuộc đời chúng con thấy bản thân mình cần có Chúa. Và khi có Chúa ở với chúng con sẽ trở nên lành thánh.